Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, đám người đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương nhao nhao chạy tới thánh điện, chỉ thấy trên tế đàn trong đại điện treo lơ lửng một kiện thần câu kỳ quái, chính là một cái chân của Nguyên Nha Thần Vương luyện thành. Trên thần câu có bốn cái chảo nhọn. Đám thần nhân Hắc Nha Bạch Nha nhao nhao hạ bái dập đầu, miệng thì cầu khấn. Thần câu có linh, nghe đệ tử cầu chúc, nay có dương nghiệt phục khi sắp nhập Tiên Thiên Đạo Sơn ta, phá hoại đạo tràng ta, giết chết đệ tử của ta, nhiễu loạn hậu cung, khiến cho đệ tử của thần phi và thần vương tử tử thương vô số. Chúng đệ tử may mắn trốn thoát một mạng, cả gan mời thần câu xuất thú chu diệt ác tặc, sau này nhất định sẽ ngày đêm cung phụng hiến tế huyết thực cho thần câu. Kiện thần câu kia đột nhiên đại phóng quang mang, từ trên tế đàn phiêu phủ bay xuống, rơi vào trong tay gã Hắc Nha Thần Vương lớn tuổi nhất. Gã Hắc Nha Thần Vương nhất thời đại hỉ, lên tiếng nói: dù sao cũng là bảo vật của sư tôn, quả nhiên là có linh mà. Hiện tại chúng ta liền giết qua, còn ma miên kia đã ngủ say rồi, nhất định khó thoát khỏi uy năng của thần câu này. Đám người dũng khí dâng trào, khí thế hung hăng, chạy nhanh về phía tòa cung điện nơi Trung Nhạc đang khò khò ngủ say kia. Mọi người chạy tới trước cửa cung điện, lập tức tế khởi thần câu trào về phía tòa cung điện kia. Tòa cung điện này lập tức chia năm xẻ bảy, bị đánh thành bột mịn, tiêu tan không còn một mống. Có thể để cho ta yên tĩnh ngủ giấc hay không? Một tiếng cầm giận dữ vang lên, thanh âm còn chưa dứt, một chiếc cự thuyền rách nát tả tơi đã ầm ầm đánh tới, đụng cho đám người tan xương nát thịt. Còn có mấy người chạy thoát một mạng, lập tức vỗ cánh bay đi. Chiếc cự thuyền kia chấn động ngàn cặp cánh chim đuổi theo. Trung Nhạc đứng tại đầu thuyền, toàn thân rách nát tả tơi. Nếu không phải hắn cảm ứng được nguy hiểm hàng lâm, kịp thời dùng thần không, không gian thoát đi, bằng không đã bị kiện thần câu kia chảo chết rồi. Thần nhãn nơi mi tâm trên trán hắn mở ra, bắn ra từng đạo thần quang, chém giết đám đệ tử thần vương đang chạy tứ tán. Mà kiện thần vương câu kia đã không còn pháp lực của đám đệ tử thần vương cung cấp, lập tức phi độn bỏ chạy. Quá yếu rồi, đạo tràng này của Nguyên Nha Thần Vương thật sự quá yếu, căn bản là không thể sánh ngang với thánh địa Hoa Tư. Khó trách trong Bát Đại Hoàng tộc không có Nguyên Nha Hoàng tộc. Trung Nhạc điều khiển cổ thuyền xông về phía trước, hắn cười ha hả nói: mục đích của Nguyên Nha Thần Vương không phải là muốn làm thiên đế, không phải là tranh bá thiên hạ, mục đích của hắn cũng không phải là bồi dưỡng ra tồn tại đế cấp, hắn cũng không quá mức để bụng đối với việc bồi dưỡng chủng tộc. Cho dù chỉ là dạy đệ tử, hắn cũng không quá mức để bụng. Phải biết rằng trong tay Nguyên Nha Thần Vương có rất nhiều thánh dược, hơn nữa trên phương diện lục đạo luân hồi, bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi cũng có lĩnh ngộ hơn người. Nhưng cho tới bây giờ hắn bất quá cũng mới chỉ dạy ra một gã đệ tử mở ra bí cảnh thứ bảy mà thôi. Thế gian chỉ có Bát Đại Hoàng tộc đều từng sinh ra thiên đế thống trị vũ trụ càn khôn, hậu đại của Nguyên Nha Thần Vương cũng không phải là một trong số đấy. Từ điểm này có thể thấy được, Nguyên Nha Thần Vương chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của chính mình, lúc này mới sinh ra hậu đại. Ồ, một loài chư thiên sao? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một loài chư thiên đang treo cao giữa không trung, quang mang chiếu rọi khắp nơi. Lực lượng chư thiên từ trong đấy tuôn ra, bỗng nhiên biến thành một cặp cánh thật lớn, chém thẳng về phía hắn. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, tránh né cặp cánh này. Thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động, mạnh mẽ cắt vào trong tòa chư thiên. Tòa chư thiên này chính là một đạo tinh hà vô cùng huyễn lệ. Tinh hà xoay quanh trong đó, trung ương chính là một tòa thánh địa. Bất quá, đây chỉ là thánh địa bình thường, so ra còn kém xa Tiên Thiên thánh địa. Nhưng dù là vậy, cũng có thể so sánh với thánh địa của các thần tộc khác rồi. Bên trong một tòa chư thiên ẩn giấu thánh địa, đây cũng không phải là chư thiên nhất đẳng nữa rồi, mà đã là chư thiên tuyệt phẩm. Công hiệu của loại chư thiên này mặc dù không bằng được lục đạo giới, thế nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, có thể bồi dưỡng ra đệ tử có được thiên tư tuyệt đại. Trong tòa thánh địa này có vô số quạ trắng đang sinh hoạt, từng tòa thánh điện thần cung khí tượng nguy nga hiện ra hết dáng vẻ cổ lão, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Ở trung ương thánh địa là một tòa thần tượng nguy nga, là một lão nhân đầu chim thân người, có một cặp cánh, trong mắt toát ra thần sắc từ ái, hẳn là thần tượng của Nguyên Nha Thần Vương. Trung Nhạc quét nhìn một vòng tòa thánh địa này, nơi này sinh sống ước ngàn vạn Bạch Nha thần tộc. Đám Bạch Nha thần tộc này đang lúc tế tự, vừa rồi chính là bọn họ đang thôi động lực lượng của tòa chư thiên này chém về phía Trung Nhạc. Tòa thánh địa này là một mảnh vỡ của chư thiên Thiên Đình thời đại Hòa Ký. Đột nhiên, thủ lĩnh Hỏa Linh trong nguyên thần của Trung Nhạc chợt nói, đám Hỏa Linh nhất thời nộ khí ngập trời, cao giọng nói: không ngờ mảnh vỡ Thiên Đình lại bị giấu ở nơi đây, xem ra thời đại Hòa Ký bị tiêu diệt,
gã Nguyên Nha Thần Vương này cũng trốn không thoát quan hệ được rồi. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời đại chấn, tòa chư thiên này vậy mà là một mảnh vỡ của thiên đình thời đại Hoa Kỳ tạo thành, so với thánh địa của một số thần tộc sợ rằng còn cao minh hơn vài phần. Nếu đã như vậy, sao các ngươi còn không ra tay? Nguyên thần Trung Nhạc đột nhiên bay ra, từng tôn hỏa linh từ trong nguyên thần của hắn cũng bay ra. 100 tôn hỏa linh thân hình cao lớn, đầu rồng thân rắn, không ngừng chạy loạn trong tòa thánh địa kia. Đám hỏa linh này đã ký kết khế ước hư không với hắn, tương dung với linh của hắn, biến thành một bộ phận nguyên thần của hắn, cho phép hắn mượn dùng lực lượng của bọn họ, tự nhiên cũng có thể tách rời khỏi nguyên thần của hắn. Chỉ là khế ước đã định bọn họ không thể tách ra thời gian quá lâu. Xoẹt. Đám hỏa linh này phun ra từng luồng lửa dài tới ước vạn dặm, thiêu đốt tòa thánh địa kia, biến tòa thánh địa này thành biển lửa. Đám hỏa linh không ngừng phi hành, thiêu đốt càng nhiều địa phương. Vô số quạ trắng táng thân trong biển lửa, hồn phi phích tán, thân hình câu diệt. Giết thật tốt à. Trung Nhạc bay thẳng lên không trung, thần thức khủng bố bạo phát, bất diệt thần thức dập trời ngập đất tuôn ra, đánh chết đám thần nhân Bạch Nha, tránh thoát được biển lửa. Qua không bao lâu, một cái đại tộc trong tòa chư thiên này cứ như vậy bị bọn họ diệt tuyệt. Thân thể Trung Nhạc lay động, 100 tôn hỏa linh bay trở về, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: "Nơi này có Bạch Nha thần tộc, như vậy khẳng định còn có thánh địa của Hắc Nha thần tộc. Nơi đó nó không chừng còn có mảnh vỡ của thiên đình thời đại Hoa Kỳ." Hắn bay ra khỏi tòa chư thiên này, thu hồi tòa chư thiên, rồi lại sưu tầm khắp nơi. Không bao lâu sau đã gặp được một tòa chư thiên khác. Trung Nhạc sắp nhập vào trong chư thiên, sinh hoạt trong này cũng là Bạch Nha thần tộc. Trong chư thiên cũng có một tòa thánh địa. Trung Nhạc phóng xuất đám hỏa linh theo cách cũ mà làm. Đám hỏa linh mở ra trận đại đồ sát, thiêu chết không biết bao nhiêu Bạch Nha thần tộc. Trung Nhạc cũng thu hồi tòa chư thiên này, tiếp tục tìm kiếm, lại tìm tới một tòa chư thiên. Sinh hoạt trong tòa chư thiên này lại là Hắc Nha thần tộc, cũng bị bọn họ tàn sát không còn. Trung Nhạc trước trước sau sau tìm được 5 tòa chư thiên, thời điểm đang lúc tàn sát, thần trí đột nhiên thanh minh, độc tính của lò linh đan kia đã tiêu tán, men say liền biến mất. Ta đã làm gì thế này? Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn nhìn xuống dưới, chỉ thấy vô số Hắc Nha thần tộc táng thân dưới sự đồ sát của đám hỏa linh. Vô số hỏa linh to lớn đang chạy loạn trong tòa thánh địa kia, đánh chết những thần nhân Hắc Nha may mắn tránh thoát khỏi biển lửa. Ta đã giết chết bao nhiêu Bạch Nha thần tộc và Hắc Nha thần tộc rồi vậy? Trung Nhạc lẩm bẩm, ký ức lúc trước liền vọt về, khiến cho hắn không khỏi dùng mình mấy cái. Trong mỗi một tòa chư thiên đều có ước vạn Nha thần tộc. Đám Bạch Nha thần tộc và Hắc Nha thần tộc này đều là hậu đại của Nguyên Nha thần vương, hiện tại đã bị hắn giết tới không sai biệt lắm, sắp diệt tuyệt. Ta vậy mà trong lúc say rượu đã làm ra loại sự tình này. Oan hồn quấn thân tất có tài kiếp, nhất định là phải dùng lục đạo luân hồi để mà hóa giải, khiến cho oan hồn của bọn họ rơi vào trong đại lục đạo luân hồi của ta. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, chỉ thấy trong đại lục đạo luân hồi của chính mình đã có thêm ức ngàn vạn oan hồn Bạch Nha thần tộc và Hắc Nha thần tộc, không khỏi nhất thời ngẩn ngơ. Lúc này hắn ấy biết chính mình trong lúc say rượu vậy mà đã thu hồn phách đám hậu đại của Nguyên Nha thần vương vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, nhất vào trong đại lục đạo luân hồi của hắn. Cũng may không để cho hồn phách của bọn họ chạy thoát được. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tiên Nương Nương và Ích Tà Thần Hoàng hoạ loạn thiên hạ, nhấc lên trận tranh đoạt đế vị này, oán niệm dây dưa trên người bọn họ sẽ khiến cho bọn họ chết tới nơi, dẫn tới thiên khiển. Mà Phi Yên Thần Hoàng và Bạch Tương Hải vì hóa giải thiên khiển của bọn họ đã trực tiếp khiến cho Bạch Tương Hải để thăng tới cảnh giới thần hoàng, Phi Yên thì để thăng tới cảnh giới tạo vật chủ. Lần này Trung Nhạc giết chóc bừa bãi, tạo thành sát nghiệp cực nặng. Nếu để cho Phi Yên và Bạch Tương Hải tới luyện hóa, sợ rằng sẽ có thể khiến cho hai người bọn họ đều để thăng lên tới cảnh giới đế quân. Dù sao đây cũng là sát nghiệp diệt tộc. Hắn dùng đại lục đạo luân hồi để hóa giải, chỉ là hóa giải tạm thời, để đám oan hồn này rơi vào trong lục đạo luân hồi của hắn, rất dễ dàng bị người khác phá vỡ. Tới lúc đấy thiên khiển của hắn sẽ liền bạo phát, nhiều oan hồn như vậy, thiên khiển nhất định là rất nặng, nó không chừng sẽ lấy luôn mạng của hắn. Trung Nhạc định thần trở lại, lẩm bẩm nói: "Nếu đã làm, sao không làm tới tuyệt luôn đi?" Hắn triệu hồi đám hỏa linh, thu hồi tòa chư thiên này, tiếp tục sưu tầm khắp nơi. Bất quá trong thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn này còn có rất nhiều cao thủ né tránh sự truy sát của hắn. Trung Nhạc tìm kiếm bốn phía cũng không thể tìm được những tòa chư thiên khác nữa, nghĩ tới đã bị đám cao thủ này che giấu. Nguyên Nha Thần Vương không phải chỉ có mấy tòa thánh địa này, khẳng định còn có những thánh địa khác nữa. Chỉ là đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương kia muốn ẩn tàng
thật sự khó có thể lục soát ra được. Mục đích của ta không phải là tới đây để diệt môn, mà là tới tìm hiểu đại đạo tiên thiên sơn xuyên, vẫn là đặt lực chú ý trên chính sự quan trọng hơn. May mà Nguyên Nha Thần Vương là một trong những thần vương thái cổ tham gia luyện chế thiên dực cổ thuyền, bằng không nghĩ muốn xông qua đám phong cấm và sát trận này ngược lại có chút khó khăn rồi đây. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, lập tức bay lên không trung, càng lên càng cao, nhìn xuống phía dưới. Tòa tiên thiên đạo sơn này cực lớn, cho dù thiên dực cổ thuyền đã bay lên tới cực cao, cũng không thể nhìn thấy được toàn cảnh. Mãi tới khi thiên dực cổ thuyền đã bay tới đạo tinh hà trên không trung kia, từ trên nhìn xuống, lúc này mới thu toàn cảnh tiên thiên đạo sơn vào trong tầm mắt được. Trung Nhạc từ trên nhìn xuống, chỉ thấy tiên thiên đạo sơn phảng phất như đại đạo trời sinh phủ phục trong vũ trụ, bao la hùng vĩ vạn phần. Hình dạng của nó phảng phất như một bức đồ, một bức đạo đồ, một bức đồ do đại đạo cấu thành. Hơn nữa, nhìn kết cấu của bức đạo đồ này cao thấp bất đồng, sơn thế biến hóa không định hình, ngọn núi này phảng phất như thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, đại đạo bất định, nhưng định thần nhìn kỹ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần quan sát cấu tạo hoa văn của dãy sơn mạch đạo sơn này sẽ có thể phát hiện ra rất nhiều chỗ bất phàm, tự hồ có thể từ trong cấu tạo của những hoa văn này tìm hiểu ra rất nhiều đạo lý. Năm xưa đại toái khai sáng ra hệ thống tu luyện đồ đăng, không biết có quan hệ gì với tòa tiên thiên đạo sơn này hay không. Trung Nhạc có chút kinh ngạc, tinh tế quan sát gọn đạo sơn này, từ trong những hoa văn đại đạo này nhìn ra bóng dáng rất nhiều văn lộ đồ đằng. Bất quá văn lộ đồ đằng hậu thế đều là do sinh linh hậu tiên sáng tạo mà ra, mà văn lộ đồ đằng nơi này chính là trời sinh. Càng khiến cho người ta cảm giác tinh diệu chính là hoa văn trời sinh của đạo sơn mơ hồ có bóng dáng của hệ thống đồ đằng, mà đạo sơn thân là một chỉnh thể, lại là đạo văn đại đạo độc hữu của thời đại hắc ám. Đại đạo do thần vương của thời đại hắc ám tu luyện là toàn bộ đại đạo, không thể phân giải, mà dãy sơn mạch tiên thiên đạo sơn này lại có thể kết hợp hai cái lại với nhau. Cũng chính bởi vì điểm này, Trung Nhạc mới cho rằng đại toại đã từng tới đây, từ trong hoa văn của ngọn đạo sơn này tìm hiểu ra hệ thống tu luyện đồ đằng. Ngọn đạo sơn này hẳn là một trong một đại đạo tiên thiên sơn chuyên hoàn chính, là vạn sơn chi tổ, Nguyên Nha Thần Vương chính là sinh ra từ trong ngọn đạo sơn này. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, tinh tế nghiền ngẫm thần vận chất chứa trong ngọn đạo sơn, từ trong thần vận lĩnh hội ra đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Đạo sơn tuyên cổ bất biến, nhưng sơn thế lại cao thấp biến hóa bất định, liên miên chập trùng, có cả biến hóa lẫn tĩnh lặng. Ánh mắt Trung Nhạc càng lúc càng sáng ngời. Bất biến là tinh thần, biến hóa là thế. Từ trong biến hóa tìm kiếm đạo lý bất biến, cũng từ trong đạo lý bất biến tìm kiếm thần tủy, thiên biến vạn hóa. Đây chính là đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Nguyên Nha Thần Vương sinh ra từ trong ngọn đạo sơn này, là tinh của đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Hắn nghiên cứu đối với đạo này hẳn là cực kỳ tinh diệu. Trung Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ta trong lúc say rượu giao thủ với đám đệ tử kia của hắn, phát hiện công pháp tu luyện của toàn bộ đám đệ tử của hắn đều không giống nhau, thần thông cũng đều không giống nhau, thần binh cũng hoàn toàn bất đồng. Đây chính là sự thâm thúy thiên biến vạn hóa của đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Hắn không muốn bị người khác từ trong công pháp thần thông của đệ tử mà nhìn ra công pháp thần thông của hắn, cho nên truyền thụ cho đệ tử chính mình những công pháp bất đồng. Nhưng trong những công pháp này tất nhiên bao gồm bản chất tuyên cổ bất biến của đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Từ trong thần túy thiên biến vạn hóa của công pháp thần thông đệ tử hắn có thể thôi diễn suy luận ra bản chất tuyên cổ bất biến này. Nói một cách khác, ta có thể bắt tay vào từ hồn phách của đám đệ tử hắn, từ trong trí nhớ của hồn phách đám đệ tử này có thể suy luận ra đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ, đại đạo tiên thiên sơn xuyên thôi diễn ra hẳn là đại đạo tiên thiên mà Nguyên Nha Thần Vương đã tìm hiểu, dù sao cũng là tồn tại tiếp cận với đạo thần, tốt hơn bản thân ta tìm hiểu không biết bao nhiêu lần. Đại bộ phận các đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương đều tại thời điểm hắn say rượu bị hắn giết chết, quả nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Lúc này hồn phách của đám đệ tử này, ngoại trừ số ít hồn phách hồn phi phách tán, đại bộ phận đều ở trong lục đạo luân hồi của hắn biến thành oan hồn hành tẩu trong tinh kiều. Đối với ký ức của hồn phách, Phong Hữu Trung chính là có nghiên cứu nhất, có thể từ trong hồn phách rút ra ký ức của đối phương. Trung Nhạc cũng từ chỗ của Phong Hữu Trung học được một chút. Nguyên Nha Thần Vương chẳng biết lúc nào sẽ trở về, ta nhất định là phải sớm rời khỏi một chút thôi, không cần lưu lại quá lâu ở nơi này. Trung Nhạc nhìn về phía đám thi thể trong thánh địa tiên thiên đạo sơn, trong lòng cũng có chút giận cả tóc gáy.
đệ tử và đám thần tộc hậu đại của Nguyên Nha Thần Vương cơ hồ đã bị hắn giết sạch. Đây là chuyện tình vô cùng nhục nhã, huyết thải thâm cừu. Cho dù Nguyên Nha Thần Vương căn bản không hề quan tâm đến tính mạng của đám đệ tử và hậu đại này, thế nhưng phương diện mặt mũi vẫn là không thể nhịn được. Thần Vương giận dữ, tất nhiên là máu chảy vạn dặm, chính mình nhất định không thể chết toàn thây. Lưu lại ở chỗ này chính là hành vi tự tìm đến cái chết. Trung Nhạc đang định rời khỏi, cặp mắt đột nhiên nhấp nháy, chợt nhìn thấy trong đạo sơn có một tòa thần điện bất đồng với những tòa cung điện khác. Chính mình tại thời điểm say rượu đã giết chóc khắp nơi, cũng không lưu ý tới nơi đó còn có một tòa thần điện. Mà hiện tại đứng ở trên cao mới có thể nhìn thấy tòa thần điện ẩn giấu trong thâm sơn này. Tòa cung điện ẩn giấu nghiêm mật như vậy, nó không chừng là một chỗ tốt đấy. Chẳng lẽ đám đệ tử may mắn còn sống sót của Nguyên Nha Thần Vương đang trốn ở trong đó hay sao? Thiên dực cổ thuyền chấn động bay về phía tòa thần điện kia. Không ngờ cổ thuyền vừa di chuyển, sơn thế của tiên thiên đạo sơn phảng phất như phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tòa thần điện kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Đây là dị tượng do đại đạo tiên thiên sơn xuyên hình thành. Thân ở địa phương bất đồng, nhìn ngọn núi này, sơn thế liền thay đổi một trời một vực. Đổ lại một vị trí khác, sơn thế lại phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này không chỉ là biến hóa do vị trí bất đồng dẫn phát, mà chân chân chính chính là biến hóa. Có thể nói, dãy sơn mạch này có khôn cùng những chi tiết, đây mới thật sự là thiên biến vạn hóa chân chính. Nếu di chuyển trong ngọn núi này, bất luận tốc độ có nhanh cỡ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng rời khỏi ngọn đạo sơn này. Bởi vì ngươi vừa di động bước chân, sơn thế đã phát sinh thay đổi. Ngươi đứng ở một vị trí chân núi, những địa phương khác của ngọn núi lại nằm trong những không gian phức tạp hơn. Mỗi khi bước ra một bước cũng đều là từ một góc độ không gian tiến vào một góc độ không gian khác. Ngọn núi nhìn thấy tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Thật là một đại đạo kỳ quái, đạo sơn kỳ quái mà. Trung Nhạc kinh ngạc tán thán, thần nhãn thứ ba trên mi tâm mở ra. Tam Mục Thiên Đồng nhìn kỹ, tìm kiếm một phen, rốt cuộc một lần nữa phát hiện tòa thần điện kỳ lạ kia. Hắn dùng Tam Mục Thiên Đồng xác định phương vị của tòa thần điện này, thôi động thiên dực cổ thuyền. Chỉ thấy thiên dực cổ thuyền không ngừng thay đổi phương hướng trên không trung đạo sơn, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, bỗng nhiên chui vào trong không gian, bỗng nhiên rồi lại dịch chuyển đi ra, giống như một con ruồi không đầu chui tới chui lui vậy. Trôi qua mười mấy ngày, lúc này thiên dực cổ thuyền mới tiếp cận tòa thần điện trong đạo sơn kia. Trung Nhạc khép Tam Mục Thiên Đồng lại. Mấy ngày nay không ngừng thôi động Tam Mục Thiên Đồng, cho dù tu vi cảnh giới của hắn có đạt tới thần hoàng cũng có chút ăn không tiêu. Biến hóa của đạo sơn quá nhiều, còn nhiều hơn tưởng tượng của ta. Đại đạo tiên thiên sơn xuyên này tuyệt đối không tầm thường, không hề thua kém những đại đạo khác. Hắn đi tới trước cửa tòa thần điện, đột nhiên nghe thấy một mùi hương thơm ngát, tinh thần nhất thời đại chấn. Nơi này có mùi hương của thánh dược. Tân hỏa đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động trong nguyên thần của hắn, trong thức hải của hắn. Hắn kinh hỉ vạn phần lên tiếng nói: Trung sơn thí, trong tòa thần điện này không chỉ có một cây thánh dược đâu. Để cho ta phân biệt một chút nào. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Ồ, ít nhất có 8 cây thánh dược giấu ở trong này. Sao? 8 cây thánh dược sao? Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, ra sức đẩy cửa thần điện, sải bước xông vào. Hắn cười hăng hắc nói: Nguyên Nha Thần Vương thật không hổ là tồn tại cổ lão từ thời đại hắc ám, đã sừng sững cho tới bây giờ, vậy mà tu gom được nhiều bảo bối như vậy. Hự! Thân hình của hắn giống như lưu tinh bắn ngược trở lại, hung hăng đụng lên trên đạo sơn phía đối diện thần điện, đụng cho xương cốt toàn thân Trung Nhạc răng rắc nổ vang, từ trên vách đá chậm rãi trượt xuống. Ta bị một cây thánh dược đánh lén sao? Khóe miệng của Trung Nhạc tươm máu. Vừa rồi hắn hăng hái bừng bừng xông vào thần điện, chính diện lại là một cây đại dược mọc ra 7 lá chín hoa, phần lá xoắn lại giống như nắm đấm, không nói lời nào nó đánh thẳng lên trên mặt của hắn. Lực lượng của nó đặc biệt lớn, đánh cho hắn thất điên bắt đảo. Xoạt! Dưới nách Trung Nhạc chui ra thêm 11 cánh tay, tổng cộng là có 13 cánh tay. 13 bàn tay cầm lấy tiên thiên thần đao do 13 đại đạo tiên thiên biến thành, sát khí đằng đằng, mặt lên lại xông vào trong tòa thần điện kia. Đường đường là dịch quân vương, không ngờ lại bị một cây thánh dược đánh bay, nói ra cũng chưa chắc đã có người chịu tin. Người chém nát thánh dược rồi sẽ mất đi dược hiệu. Tân Hỏa cao giọng nhắc nhở. Trung Nhạc bất đắc dĩ chỉ đành thu hồi 13 thanh thần đao, tay không xông vào thần điện. Chính diện vẫn là cây thánh dược 7 lá chín hoa kia, cách đó không xa còn có một cây thanh đằng thật lớn quấn quanh trên một cây thánh thụ, bên cạnh còn có một hồ nước, linh tương trong hồ nước bốc hương thơm ngát.
Giữa hồ mọc một cây bạch liên hoa. Trong hồ nước kia còn có một con cá màu hồng thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước. Bên cạnh hồ nước có một con bạch hạc đang đứng, đỉnh đầu một điểm đỏ bừng, nhìn không chớp mắt con hồng ngư trong hồ, tự hồ là muốn ăn tươi nó. Trên lưng con bạch hạc đầu đỏ đang ngồi một tiểu hài nhi áo vàng, chiều cao chỉ có 3 thước. Trên đỉnh đầu tiểu hài nhi áo vàng chính là cây thánh thụ kia. Trên cây thánh thụ có một con kim xà đang rũ thân rắn xuống dưới, miệng nhỏ nước dãi, tự hồ đang muốn ăn tươi tiểu hài nhi áo vàng này. Trung Nhạc tay không xông vào, chụp về phía cây thánh dược 7 lá 9 hoa kia. Đúng lúc này, tiểu hài nhi áo vàng cưỡi bạch hạc kia đã giết tới. Con hồng ngư cũng cắn cây sen trắng bay lên, thánh thụ nhổ tận gốc, kim xà phun lưỡi tê tê, cùng nhau giết về phía Trung Nhạc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trung Nhạc một lần nữa bay ngược trở về sau, đụng lên trên vách núi đối diện, từ từ trượt xuống, mặt mũi bị bầm dập. Tần Hóa, sau này ngươi có những kẻ truyền thừa khác, nhất định không được nói chuyện này cho hắn nghe như chưa. Trung Nhạc xóa đi vết máu trên mặt, đột nhiên hậm hực nói. Tần Hóa liên tục gật đầu, lớn tiếng đảm bảo. Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt đối không có khả năng có người thứ ba biết được đâu. Trung Nhạc vẫn có chút không quá yên tâm, luôn cảm thấy cái miệng Tần Hóa không đáng tin. Cái tên Tần Hóa này nhất định là sẽ tiết lộ, khiến cho quang huy của ta ở trong mắt kẻ kế thừa hậu đái sẽ bị tổn hao rất nhiều đấy. Ồ, 7 lá 9 hoa, hẳn là một cây cửu đạo hoa. Ẩn chứa trong 9 đóa hoa là 9 loại đại đạo tiên thiên. Cây đại thụ kia hẳn là ngộ đạo thú, cũng là một loại thánh dược cực kỳ hiếm thấy. Ngộ đạo quá, kết xuất ra có thể khiến cho ngộ tính người ta để thăng cực lớn. Bạch hạc đầu đó cũng là một loại thánh dược, nhìn giống như hạc, thật ra gọi là hồng đỉnh đàn hương thái tuế, có thể ích thọ duyên liên, công hiếu gần với sinh mệnh cổ thú. Mà cái con kim xà kia hẳn là đạo quá do Trường Thanh đạo đằng kết xuất ra rồi. Con hồng ngư kia chính là hồng đan thánh dược. Cây sen trắng hẳn là vũ hóa linh liên. Tân Hỏa thuộc như lòng bàn tay nói ra la lịch mấy cây thánh dược này. Hắn lên tiếng nói. Tiểu hải nhi áo vàng cái bịch hạc hẳn là huyền hoàng đạo tinh. Kỳ quái thật, ta rõ ràng người được mùi của 8 loại thánh dược, sao chỉ thấy được 7 loại vậy? Khẳng định còn có một loại thánh dược thứ 8 ở trong tòa thần điện này. Mùi hương này rất quen thuộc, tựa hồ trước đây đã từng người qua rồi thì phải. Trung Nhạc hiện ra chân thân phục khi, sau đầu 7 đạo quang luân đại phóng, mở ra toàn bộ 7 cái bí cảnh, chiến ý đằng đằng giết trở về thần điện. Vừa rồi hắn bị mấy cây thánh dược đánh cho hoa rơi nước chảy, đường đường là dịch quân vương mặt mũi mất sạch. Lần này tới có chuẩn bị, mở ra thất đạo luân hồi, thi triển ra trạng thái cường đại nhất của chính mình, tất yếu phải bắt lấy 7 cây thánh dược này. Trung Nhạc vừa mới xông vào thần điện, còn chưa kịp động thủ, đột nhiên chỉ thấy 7 cây thánh dược đã xoay người bỏ chạy, xoạt một tiếng đã chạy trốn không còn một mảnh, chui vào sâu bên trong thần điện, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười. Đám thánh dược này đã thông linh, nhìn ra thực lực hiện tại của hắn đã cường đại gấp mấy lần so với lúc trước, chính mình không phải là đối thủ, bởi vậy liền lập tức bỏ chạy, vô cùng cơ linh. Con hồng ngư kia thậm chí còn một hơi hút khô linh tương ở trong hồ nước, ngay cả nửa giọt linh tương cũng không lưu lại cho hắn. Ồ, còn có cây thánh dược thứ 8 ở trong này, mùi vị loại thánh dược này... Tân Hỏa không ngừng lẩm bẩm nói. Ta nhất định từng gặp qua loại thánh dược này rồi, nhất định đã từng gặp qua, hương vị này rất quen thuộc. À đúng rồi, là họa bích ba hoa. Châu giống à, mau nhìn bốn phía xem có loại đồ vật gì giống như bích họa hay không. Tân Hỏa, có thể không gọi ta là châu giống được không? Trung Nhạc rên khẽ lên một tiếng, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy vách tường bốn phía trống trống trải trải, cũng không có bích họa gì. Hắn nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy có mặt đất trụ lủi, còn có mấy lỗ thủng thật lớn, hẳn là dấu vết đám thánh dược vừa rồi cắm rễ lưu lại. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là một mảnh thiên không, vô số ngôi sao, đạo tinh hà thật dài, quán nhập ước ngàn vạn dặm thiên không. Tinh vân tinh phong cuộn trào, xinh đẹp lộng lẫy, cấu thành cảnh tượng vũ trụ hồng hoang. Đứng ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không, mà không đúng, ta ở bên ngoài nhìn xuống, tòa thần điện này rõ ràng là có lóc mà. Trung Nhạc lập tức bay thẳng lên trên trần nhà, 7 đạo quang luân đại phóng, ong một tiếng bao phủ phiến tinh không kia lại. Đúng lúc này, chỉ thấy hết thảy bầu trời đầy sao, tinh hà tinh vân tinh phong phía trên kịch liệt co rút lại, xoạt một tiếng liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một nụ hoa thật lớn, phía dưới mọc ra 2 mảnh lá cây lớn dày đặc, ức vạn sợi rễ vung vẩy, giống như một đám chân dài, dày đặc vậy, co chân bỏ chạy. Rơi vào trong thất đạo luân hồi của ta, ngươi còn muốn chạy thoát hay sao?
Trung Nhạc cười ha hả, ngay sau đấy đã thấy đám sợi rễ của họa bích ba hoa kia vậy mà xuyên qua từng tầng luân hồi của hắn. Đám sợi rễ kia không ngừng lan tỏa, không ngờ lại muốn nhảy ra khỏi luân hồi. Nằm mơ đi. Trung Nhạc thôi động thất đạo luân hồi, chỉ thấy đóa hoa lớn này từ một cái bí cảnh luân hồi nhảy vào một cái bí cảnh luân hồi khác, tuần hoàn chuyển hóa, thủy chung vẫn không thể chạy thoát được. Thánh dược tuyệt phẩm mà. Tân Hỏa nhất thời hưng phấn, khó hiểu kêu lên. Ta đã nhớ ra từng gặp con nó ở đâu rồi, chính là tại niên đại hỗn loạn, trong đoạn thời kỳ giữa thời đại hòa ký và thời đại địa kỳ kia. Ta từng gặp con nó ở chỗ của Nguyên Nha Thần Vương. Họa bích ba hoa là hoa bán sinh ra với Nguyên Nha Thần Vương. Trung Nhạc dốc hết khả năng thu hồi thất đạo luân hồi, ông một tiếng tương dung với nhục thân và nguyên thần của chính mình, thu đoá họa bích ba hoa này vào trong bối cảnh của chính mình. Châu giống à, ngươi đừng để cho nó chạy thoát kìa. Tân Hỏa hưng phấn bừng bừng hét lớn. Trung Nhạc cao mày nói, Tân Hỏa, đừng gọi ta là châu giống có được không? Nếu nó đã rơi vào trong bối cảnh của ta, vậy thì đừng hòng mà chạy thoát được. Xẹt xẹt xẹt, một trận vang khẽ chuyển tới, trong lỗ mũi của hắn chui ra từng sợi rễ cây, càng lúc càng dài, càng lúc càng to. Tiếp theo, trong lỗ chân lông cao thấp toàn thân hắn cũng có từng sợi rễ cây chui ra. Đóa họa bích bào hoa này của Nguyên Nha Thần Vương không tầm thường. Trung Nhạc luống cuống tay chân, thật không dễ dàng gì mới chấn áp được đóa họa bích ba hoa kia trong bối cảnh đạo nhất, dùng thần nhân bản cổ chấn áp, lúc này mới khiến cho đóa thánh hoa kia thành thành thật thật một chút. Tân Hỏa, cây thánh dược này có tác dụng gì vậy? Hắn dò hỏi. Tân Hỏa lắc đầu nói, ta cũng không biết được, ta cũng chỉ từng gặp qua họa bích ba hoa, nhưng cây thánh dược này có tác dụng gì ta lại không biết rõ. Bất quá đây là một cây tiên thiên thánh dược, mặc dù không bằng được tam đại linh căn, thế nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu so với thánh dược khác thì tốt hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc gật đầu. Tam đại linh căn chính là tiên thiên linh căn, sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh đại biểu cho sinh mệnh, tiên thiên quả thụ của lôi trạch đại biểu cho đại đạo, và phù tăng thần thụ của đại toại đại biểu cho bí cảnh, đều có công hiệu bất đồng, phi thường kinh người. Nguyên Nha Thần Vương chính là tiên thiên thần vương, mặc dù không bằng được đại tư mệnh và lôi trạch, nhưng tiên thiên thánh dược bạn sinh với hắn tự nhiên cũng không tầm thường. Trước khoan hãy quản tới công dụng của họa bích ba hoa này, nhất định ta cũng phải lấy được 7 cây thánh dược còn lại vào trong tay của ta. Trung Nhạc lập tức xông vào sâu bên trong thần điện này, đột nhiên hắn chợt cảm giác được trận trận đấy uy chuyển tới, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, vội vàng thả chậm bước chân. Cỗ đế uy này là từ chỗ nào chuyển tới vậy? Chẳng lẽ trong thánh địa của Nguyên Nha Thần Vương còn có tồn tại đế cấp tọa chấn hay sao? Tâm niệm của hắn khẽ động, thiên dực cổ thuyền ngoài điện xoạt một tiếng chớp động tiên thiên nhục xí. Chỉ cần thoáng có động tĩnh, chiếc cổ thuyền này sẽ hung hăng đánh vào, cắt nát tòa thần điện. Trung Nhạc định thần trở lại, tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc sau, hắn mang theo mùi hương của 7 cây thánh dược kia tiến vào một tòa thiên điện. Tiến vào nơi này, đế uy cũng càng nồng đậm hơn. Trung Nhạc cẩn thận thò đầu vào trong tòa thiên điện này, không khỏi nhất thời ngẩn ngơ. Nơi này là... Trong tòa thiên điện này đặt một cỗ quan tài thật lớn, dài tới hơn ngàn dặm, giống như là trực tiếp cắt đứt một tòa mạch khoáng thần kim tạo thành. Cỗ quan tài bị từng sợi dây xích treo lên, bốn phía đặt từng cái nắp quan. Cỗ quan tài thật lớn đặt trong tòa thiên điện này lộ ra có chút âm khí bức người. Trung Nhạc định thần trở lại, đại đạo tiên thiên biến thành một tấm gương, chiếu một cái về phía cỗ quan tài kia. Chỉ thấy cỗ quan tài kia có rất nhiều tầng, tổng cộng có tới 9 tầng quan. Là một cỗ đế quan sao? Trái tim Trung Nhạc khẽ nhảy lên, nhìn về phía tầng quan tài thứ 9. Nắm quan tài cũng đã bị sốc lên, bên trong là một cỗ bạch cốt, cho dù nằm đấy cũng lộ ra cực kỳ vĩ ngạn. Huyết nhục của một vị đại đế rất khó hóa đi, mà huyết nhục của đế thi trong cỗ quan tài này đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có xương cốt. Hơn nữa, đạo văn trên đám xương cốt này cũng đã không cánh mà bay. Theo lý thuyết, tồn tại giống đại đế bậc này, đạo hạnh của bọn họ vô cùng đáng sợ. Thời điểm thành đế, đại đạo thiên địa vọt tới, đại đạo bọn họ tu luyện sẽ lạc ấn vào các ngõ ngách trong nhục thân bọn họ. Trên xương cốt cũng sẽ có lạc ấn đại đạo mà cả đời bọn họ tu luyện. Mặc dù xương cốt của bọn họ không bằng được tiên thiên đạo cốt của Thủy Long đẳng cấp này, thế nhưng cũng rất bất phàm. Luyện thành tiên thiên đạo cốt là thủ đoạn của thần vương viễn cổ, đại đế cũng không thể nào luyện thành. Bất quá, đế cốt tuyệt đối không có khả năng kém cỏi như bộ xương cốt trong cỗ đế quan này. Linh tính trong bộ hải cốt này trên cơ bản đã tiêu tán sạch sẽ,
chỉ còn lại có đế uy, còn tỏ rõ nó đã từng là thi thể của một tôn đế. Chẳng lẽ là trong các đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương có người đã thành đế về sau chết giả hay sao? Nếu là đệ tử của hắn, hẳn là không nên dùng những sợi xích này khóa lại quan tài như vậy. Hơn nữa, hẳn là không nên xốc lên nắp quan tài phơi thây như vậy. Trung Nhạc nghi hoặc không hiểu, bởi cây thánh dược kia cũng không ở nơi này. Hắn tìm được cánh cửa thiên điện, tiến về phía trước. Phía trước vẫn là trận đế uy truyền tới. Rất nhanh Trung Nhạc đã tìm được một tòa thiên điện khác. Trong tòa thiên điện này không ngờ cũng có một cỗ đế quan, cũng là bị một đám dây xích khóa lại, nắp quan tài cũng đã bị xốc lên. Hắn lại dùng tấm gương tiên thiên quan sát, cỗ đế thi trong quan tài cũng chỉ còn lại xương cốt. Linh tính của đạo văn trong xương cốt cũng đã tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại có đế uy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, tiếp tục tiến lên, sau đó lại tìm được tòa thiên điện thứ ba, cũng có bố trí như hai tòa thiên điện phía trước vậy. Hắn men theo mùi thuốc đi vào tòa thiên điện thứ tư, đã tìm được cỗ đế quan thứ tư, sau đó là cỗ thứ năm, cỗ thứ sáu, cỗ thứ bảy. Hắn không ngừng tiến lên, vậy mà đã tìm được 26 cỗ đế quan. Hết thảy đế thi trong đế quan chỉ còn lại có bạch cốt, không còn linh tính. Tòa thiên điện thứ 27, trong này hắn cũng có một cỗ quan tài. Trung Nhạc định thần trở lại, đi vào tòa thiên điện thứ 27, chỉ thấy 7 cây thánh dược kia đều đang ở đây, đang trốn phía sau một cỗ đế quan. Cỗ đế quan này cũng bị treo lên, đế uy so với phía trước thì nồng nặc hơn rất nhiều. Lẽ nào đế thi ở nơi này vẫn còn hoàn chỉnh hay sao? Trung Nhạc đang định tế khởi tấm gương kiểm tra, đột nhiên trong đế quan truyền ra thanh âm gõ nhẹ cong cốc, khiến cho hắn không khỏi giận cả tóc gáy. Trong đế quan lại truyền ra thanh âm gõ nhẹ, trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, lặng yên lui về phía sau. Trong cố đế quan này thỉnh thoảng lại truyền ra hai đạo thanh âm gõ nhẹ, mang tới cho hắn một loại cảm giác mười phần không ổn. Lẽ nào đế thi sống lại rồi sao? Hắn thối lui tới trước cửa điện, sau lưng lặng yên mở ra tiên thiên nhục xí, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bỏ chạy. Sau đấy hắn nhẹ nhàng tới khởi tấm gương huyền phù giữa không trung, chiếu rọi về phía trong cỗ đế quan kia. Trong cỗ đế quan kia là thân thể một vị đế đã bị tàn phá, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt. Trung Nhạc nhìn thấy khuôn mặt của vị đế kia, suýt chút nữa thì đã kinh hô thất thanh. Thiên Nguyên Thiên Đế sao? Trong đầu hắn ầm ầm oanh động. Cỗ thi thể trong đế quan kia không ngờ lại là thi thể của thiên đế tiền triều Thiên Nguyên Thiên Đế. Hắn từng gặp qua tướng mạo của Thiên Nguyên Thiên Đế. Trong rất nhiều di tích vẫn còn có bức họa của Thiên Nguyên Thiên Đế, mà trong Thiên Nguyên Thị vẫn còn có thần tượng của Thiên Nguyên Thiên Đế đang tiếp nhận triều bái. Chỉ là Thiên Nguyên Thiên Đế không phải là được an táng trong đế lăng của Thiên Nguyên Thị hay sao? Sao thi thể của hắn lại xuất hiện ở đây? Sao thi thể của hắn lại bị tàn phá? Bộ dạng giống như là bị đồ vật gì đó gặm mất phân nửa vậy. Thân thể Trung Nhạc nhất thời rét run. Thời điểm này thanh âm nhẹ gõ cốc cốc lại vang lên. Trong tấm gương đã chiếu rọi ra đồ vật phát ra thanh âm gõ nhẹ kia. Đó là một con quạ đen đang đậu trên bộ ngực thi thể Thiên Nguyên Thiên Đế. Cái mỏ mổ xuống huyết nhục của Thiên Nguyên Thiên Đế, từ trên thi thể của Thiên Nguyên Thiên Đế mổ xuống từng mảnh huyết nhục, sau đó ngửa cổ nuốt vào. Thanh âm gõ nhẹ vừa rồi chính là thanh âm cái mỏ con quạ đen kia mổ lên trên đế thi phát ra. Tồn tại có thể trở thành thiên đế, bản lĩnh tự nhiên đều là có một không hai quần hùng, tài nghệ chấn áp đương đại. Mà con quạ đen này vậy mà có thể mổ thủng thi thể của Thiên Nguyên Thiên Đế, từ trên đế thi mổ xuống huyết nhục mà ăn tươi. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn nhìn thấy thời điểm con quạ đen này hô hấp, tinh khí và đại đạo trong thi thể Thiên Nguyên Thiên Đế không ngừng chui vào trong lỗ mũi con quạ đen, giống như từng con du long vậy. Hiển nhiên con quạ đen này đang hấp thực linh lực của đế thi. Cái này cũng có thể giải thích vì sao thi cốt của 26 cố đế thi lúc trước kia không còn được điểm linh tính. Lẽ nào con quạ đen này chính là Nguyên Nha Thần Vương hay sao? Da đầu Trung Nhạc tê dại, phong tỏa tất cả lỗ chân lông toàn thân, phong bế toàn bộ bí cảnh, không dám chảy một tia mồ hôi nào, không dám thoát ra nửa điểm khí tức, từng bước một mà lui về phía sau. Thần hậu nương nương không có khả năng lừa gạt ta, Nguyên Nha Thần Vương tất nhiên đã không còn ở đây. Con quạ đen này hẳn là thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương, được hắn lưu lại nơi này, cắn nuốt nhục thân của Tiên Nghiên Thiên Đế, hấp thu đại đạo và tinh huyết cả đời của hắn ta. Tấm gương tiên thiên của Trung Nhạc vẫn như cũ huyền phù ở nơi đấy, giám thị động tĩnh của con quạ đen trong đế quan. Hắn nhất định phải biết rõ nhất cử nhất động của con quạ đen này. Phải biết rằng, mặc dù con quạ đen này là thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương, cũng ra xa không phải là hắn có khả năng lực địch, có khả năng sánh ngang được.
Đối với bể cây thánh dược kia, hắn đã vứt đi ý niệm nhất định phải bắt lấy. Hiện tại, ý niệm duy nhất của hắn chính là bình an rời khỏi tòa thần điện này, còn sống sót rời khỏi thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn. Bước chân của Trung Nhạc dần dần tăng nhanh, không ngừng lui về phía sau. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm phá không phi hành. Chỉ nghe mấy đạo thanh âm tràn ngập nộ khí kêu lên: "Sư tôn, sư tôn, bên ngoài có một gã phục khí đã tới, đã huyết tẩy Tiên Thiên thánh địa chúng ta rồi." Ra đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, không dám chần chừ nữa, lập tức đại phóng toàn bộ tu vi, thất đạo luân hồi mở rộng, thu hồi tấm gương Tiên Thiên, xoay người bão táp mà lao đi. Cũng trong nháy mắt, hắn thu hồi tấm gương Tiên Thiên. Hắn nhìn thấy con quạ đen trên thi thể Thiên Nguyên Thiên Đế kia trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm gương. Ầm ầm. Trung Nhạc lao thẳng về phía mấy gã đệ tử Nguyên Nha Thần Vương kia. Những nơi hắn đi qua, tay cụt chân cụt tung bay tán loạn. Mấy gã đệ tử Nguyên Nha Thần Vương kia bị hắn đụng cho chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Mà ở phía sau hắn, hắn nghe được tiếng kêu chói tai của con quạ đen kia truyền tới. Tiếng kêu kia trùng kích thẳng vào trong màng nhĩ của hắn. Hai lỗ tai của hắn nhất thời chảy ra máu tươi. Tiếng kêu chói tai không ngừng xé rách nguyên thần của hắn, phảng phất như một mũi khoan không ngừng khoan vào trong nguyên thần của hắn vậy. Nguy rồi. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, thiên dực cổ thuyền nhất thời hung hăng lao thẳng về phía tòa thần điện này. Những nơi nó đi qua, nhà ngã cửa nghiêng, một tòa đại điện yên yên lành lành bị tiên thiên nhục sĩ của cổ thuyền cắt thành vô số lát cắt. Mà ở sau lưng của hắn, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng truyền tới. Hắn nghe được thanh âm thiên điện bị đẩy sập nổ vang, phảng phất như có một đại vật khổng lồ đang không ngừng bành trướng nhục thân chính mình vậy. Mà cố khí tức kia lại phảng phất như một vị đại đế vĩ ngạn đang chậm rãi thức tỉnh, từ từ mở mắt ra, bộc phát ra lửa giận khôn cùng ở trong lòng. Bành bành bành, thanh âm từng tòa thiên điện vỡ nát nổ vang truyền tới, không gian bị nghiền ép phảng phất như đã biến thành miếng sắt. Tòa thiên điện kia bị ép thành một tấm sắt, ngay cả đế quan cũng bị xoắn nát, hung hăng đụng về phía Trung Nhạc. Thật không nên, lòng tham không đáy như vậy. Trung Nhạc cắn răng ném lục đạo giới châu của phục thương về phía sau. Từ trong lục đạo giới châu, một cỗ đế uy hào hào đáng đáng truyền ra, biến thành một bàn tay va chạm với từng tầng thiên điện đang đánh tới kia. Cả hai lập tức bị nghiền ép, đồng thời chia năm xẻ bảy. Lục đạo giới châu bay ngược trở về. Trung Nhạc chụp lấy giới châu, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chúng mình. Trong giới châu truyền ra một thanh âm có chút tức giận, hồn hậu chân chất nói: "Người lại dùng ta đi chọn người khác rồi." Trung Nhạc không để ý tới sự oán giận của đệ tử phục thương, ra sức lao thẳng về phía thiên dực cổ thuyền. Thiên dực cổ thuyền cũng đang phóng vọt về phía hắn. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc chấn động, đã nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Đám đế thi trong những cố đế quan này chẳng lẽ chính là thi thể của các đại đế của thời đại Phục Môn Đạo Tôn kia sao? Trong đầu hắn ầm ầm oanh động, 26 tôn đế phía trước đã bị Nguyên Nha Thần Vương ăn hết. Linh tính trong xương cốt của những tôn đế này đã biến mất, nhưng xương cốt lại không bị mục nát. Thời điểm bị ăn hết cách hiện tại cũng không tính là xa xưa, cho nên chỉ có thể là các vị đế của thời đại Phục Môn Đạo Tôn. Nguyên Nha Thần Vương đã ăn hết 26 tôn đế, Thiên Nguyên Thiên Đế có thể ở thời điểm tại vị đã bị ám sát, vừa mới hạ táng đã bị hắn đào lên. Phục Môn Đạo Tôn tổng cộng đã giết chết 3.000 tôn đế, luyện thành 3.000 lục đạo giới. Đế ở thời đại kia hẳn là vẫn còn lại hơn 2.000 tôn. Hơn 2.000 tôn đế này sao chưa từng nghe qua đế tộc của bọn họ vậy? Hơn 2.000 tôn đế hẳn là phải có hơn 2.000 đế tộc mới phải. Hiện tại lại không thấy đế tộc của thời đại kia lưu truyền xuống. Nói như vậy, sợ rằng hơn 2.000 tôn đế này đã có không ít đã gặp phải độc thú. Những kẻ còn lại không thể không mai danh ẩn tính, ẩn nấp đi. Bọn họ cũng không muốn làm những con cá lớn bị những tồn tại như Nguyên Nha Thần Vương để mắt tới. Trung Nhạc phóng vọt lên trên thiên dực cổ thuyền, đang định thôi động cổ thuyền viễn độn, chỉ thấy không trung đột nhiên tối sầm lại, lợi chảo con quạ đen kia từ trong không trung chụp xuống. Con quạ đen kia chụp lấy thiên dực cổ thuyền cật lực chấn động, trùng kích về phía trước, ầm một tiếng va chạm lên trên Tiên Thiên Đạo Sơn. Trung Nhạc bị đụng cho oa oa thổ huyết, mà con quạ đen kia cũng bị đụng cho thất điên bắt đảo, không thể không buông hai chảo ra. Tại sao Phục Môn Đạo Tôn lại muốn giết chết 3.000 tôn đế này đây? Có lẽ hắn là bị kiện thần binh đáng sợ trong đế tinh kia ảnh hưởng tới, hoặc cũng có khả năng hắn là tương kế tiểu kế, trước hết bắt lấy những con cá lớn này, khiến cho đám người Nguyên Nha Thần Vương không còn cá có thể ăn, cản lại con đường bọn họ tiến lên thất đạo luân hồi, lùi lại thời gian bọn họ tu thành thất đạo luân hồi. Tại thời điểm nguy cơ trước mắt này, thần trí Trung Nhạc trở lại thanh minh trước giờ chưa từng có,
Trong lúc điện quang hỏa thạch đang nghĩ thông suốt một loạt những bí ẩn thượng cổ mà trước đây hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Phục Vân Đạo Tôn lúc tuổi già hẳn là đã phát hiện ra cái tổ chức dùng sinh linh hậu thiên làm cá kia. Dưới tình huống biết rõ trong tinh hạch đế tinh địa kỷ chôn giấu một kiện thần binh, quấy nhiễu thần trí và sức phán đoán của chính mình, hắn đã tương kế tự kế trước thống hạ sát thủ, nhấc lên tranh đấu giữa các vị đại đế trong vũ trụ, nhấc lên tranh đấu thần ma, thừa dịp cơ hội bình loạn giết chết 3.000 đại đế, luyện chế thành 3.000 lục đạo giới châu. Hắn chính là làm dự định cho tương lai, cũng là dọn sạch sẽ đám cá lớn trong ao cá, khiến cho mưu kế của tổ chức kia hủy hoại trong chốc lát, cũng là chuẩn bị cho đại quyết chiến cuối cùng. Bất quá hắn còn chưa hoàn thành trận đại kế này, Thiên đã xuất hiện, khiến cho đế tử Phục Thương bị lừa gạt. Phục Thương dưới sự chỉ điểm của Thiên đã phát hiện ra âm mưu của phụ thân mình, quân pháp bất vị thân. Vì vậy Phục Môn Đạo Tôn vốn đã tuổi già sắp chết, đã gặp phải đả kích nghiêm trọng từ người chí thân của chính mình. Hắn không thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những tồn tại đế cấp lúc đấy, vẫn còn sót lại hơn 2.000 tôn đế. Mà về sau, hơn 2.000 tôn đế này, kẻ già thì già, kẻ chết thì chết, vì vậy đã bị đám người Nguyên Nha Thần Vương ăn mất không ít. Đoán chừng lúc đấy, đám đại đế này cũng phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ, không dám lại hiện thân, không thể không mang theo chủng tộc của chính mình ẩn nấp đi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao không thấy hình bóng bọn họ, cũng là nguyên nhân chân chính vì sao đế tộc lại ít đến như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời điểm Trường Sinh Đế và Kim Ô Thần Đế thăm dò bí mật sau lưng cuộc động loạn này, suýt chút nữa đã chết như vậy. Trung Nhạc có chút giận cả tóc gáy, chân tướng mà Thần Hậu Nương Nương không nói cho hắn biết đã bị hắn dựa vào lần hành trình Tiên Thiên Đạo Sơn này suy tính ra được. Chân tướng này thật sự hắc ám tới mức đáng sợ, hắc ám tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Mà ở sau lưng hắn, sơn mạch Tiên Thiên Đạo Sơn trong lúc bất chợt phảng phất như đã sống lại. Cả tòa đạo sơn phát sinh biến hóa không tầm thường. Đạo sơn chậm rãi di chuyển, ngàn vạn thời không nhất thời hiện lên qua hắn và thiên dực cổ thuyền lại. Nghiệt chướng, thừa dịp chân thân ta không ở nhà, không ngờ lại dám xông vào đạo tràng của ta. Con quạ đen kia bay tới, miệng nói tiếng người, cười lạnh nói: chân thân ta đang trên đường chạy về, người đã không chạy được nữa rồi. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, Nguyên Nha Thần Vương đích thân đang chạy về sao? Tình huống hiện tại đã cực kỳ không xong. Nếu như Nguyên Nha Thần Vương lại chạy về, vậy thì càng không xong rồi. À đúng rồi, ta đã biết Nguyên Nha Thần Vương đang ở đâu. Trong 3.000 lục đạo giới, đệ nhất lục đạo giới đại lục Quy Khư tàn phá. Năm xưa sau khi Trung Nhạc rời khỏi đệ nhất lục đạo giới không bao lâu, Quy Khư cũng đã vỡ vụn. Phiến đại lục này bị hắc động Quy Khư xoắn nát, năng lượng kinh khủng cũng nổ tung luôn hắc động. Hắc động Quy Khư bảo tạc, Đế Lâm Lão Mấu sống sót sau cái chết từ trong bảo tạc chạy thoát, ngoại trừ nàng ra, những thần dược thành tinh khác, những oan hồn bị Quy Khư trói buộc, toàn bộ cũng đều táng thân trong Quy Khư. Nhưng trong trận đại bảo tạc kia vẫn còn một phiến đại lục tàn phá không bị xoắn nát, thừa dịp trận bảo tạc chạy ra khỏi hắc động Quy Khư. Trên phiến đại lục này không có bất cứ vật gì, chỉ có một ngọn ngũ chỉ sơn lẻ loi chơi chọi. Lúc này trên ngũ chỉ sơn, phù văn đan sen bộc phát ra trận trận thần quang, lại có từng đạo hoa văn hình thái viên hoàn bao lấy từng đầu ngón tay, không ngừng từ đầu ngón tay rơi xuống gốc của ngón tay, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa lên trên. Nhưng đám phù văn này, đám đại đạo này hiện tại lại đang trong lúc băng liệt. Dưới chân ngũ chỉ sơn chuyển tới từng trận giống giận. Lúc này giữa không trung mơ hồ hiện ra mấy khuôn mặt khổng lồ, mặc dù mơ hồ có thể nhìn thấy, nhưng những khuôn mặt này lại bao phủ trong tầng thần quang dày nặng. Diễn hành thần vương thoát khốn, thật sự rất đáng mừng. Thanh âm Nguyên Nha Thần Vương vang lên nói: bất quá, ân oán năm xưa giữa chúng ta vẫn còn, hôm nay thừa dịp thần vương thoát khốn, không bằng trước hiểu rõ ân oán, hóa giải nhân quả giữa chúng ta. Diễn hành thần vương đã không còn nhân quả, cũng rất toàn thân thoải mái, nó không chừng có thể vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Lại có một đạo thanh âm của lão từ thiên ngoại truyền tới, cười ha hả nói: sư huynh nói không sai, diễn mảnh sư huynh mãn kiếp thoát khốn, đây là một đại hỷ sự, rất đáng mừng. Nếu có thể một phát chấm dứt nhân quả trước đây, vậy dĩ nhiên là chuyện vui gấp bội rồi. Từng cái khuôn mặt trang nghiêm trên thiên ngoại kia nhao nhao gật đầu, mỉm cười nói: phải, chính là đạo lý này. Diễn hành thần vương, người hôm nay xong nghỉ lâm môn, có thể mở lòng ra hay không? Dưới ngọn ngũ chỉ sơn kia, một đạo thanh âm trầm trọng cười lạnh nói:
Các ngươi không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn thử dịp ta gặp rủi ro khiến cho ta đẹp mắt hay sao? Cần gì giả bộ quân tử như vậy? Ta bị Hắc Đế chấn áp lâu như vậy vẫn không bị hắn chấn chết được. Các ngươi không phải là nhân cơ hội thực lực của ta còn chưa hồi phục, chạy tới bỏ đá xuống giếng mà thôi. Một đạo thanh âm già nua cười ha hả nói: Diễn Hành, ngươi quá cực đoan rồi. Nếu chúng ta quả thật muốn bỏ đá xuống giếng, cần gì thừa dịp thời điểm ngươi thoát khốn mới tới gặp ngươi đây? Tại thời điểm ngươi bị chấn áp, thống hạ sát thủ với ngươi, chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Lại có một tồn tại cổ lão cười ha hả nói: Diễn Hành thần vương, chấp niệm và tà niệm trong lòng ngươi quá nhiều, chúng ta tới giúp ngươi tẩy trừ một chút, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Sau khi ngươi thoát khốn, toàn thân thoải mái, mà chúng ta thì lại còn có bị nhân quả quấn thân, chúng ta chính là thành toàn cho ngươi kìa. Ra mặt của các ngươi! Ngọn ngũ chỉ sơn kia lay động kịch liệt, ngọn ngũ chỉ sơn này chính là tiên tiên Hắc Đế chặt bàn tay chính mình xuống biến thành, hiện tại đang lung lay sắp đổ, còn dày hơn ta rất nhiều lần. Đạo thanh âm dưới chân núi kia bỗng nhiên biến lớn, ngũ chỉ sơn mắt thấy đã sắp sửa đổ nát tan rã, nhưng lúc này trên thiên ngoại từng cái bàn tay đè xuống ấn về phía ngũ chỉ sơn đang dao động kia. Một đạo thanh âm mỉm cười nói: Mọi người đều là tám lạng nửa cân, không ai hơn ai, cần gì giả vờ cao nhã như vậy? Áp lực của ngũ chỉ sơn nhất thời tăng lên gấp mấy lần, dưới chân núi bị áp tới mức đại địa vỡ ra, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài. Đó là tiên thiên thần huyết hội tụ thành từng đạo trường giang đại hà, tràn ngập khí tức thần hà bay vút lên cao. Đột nhiên một đạo thanh âm nữ tử chợt vang lên: Các vị đạo hữu, các ngươi làm như vậy không khỏi có chút quá đáng rồi, vẫn là thu tay lại thôi. Lại có thêm mấy bàn tay nữa vươn tới, một bàn tay với những ngón tay ngọc trắng muốt đánh về phía mạch môn của những bàn tay đang đè lên ngũ chỉ sơn kia, mà những bàn tay còn lại hoặc là nắm quyền, hoặc là bắt ấn, hoặc là dùng trưởng làm đao chém xuống, hoặc là bàn tay biến thành lợi chảo, hoặc là cong ngón như câu, toàn bộ đều công kích về phía những bàn tay đang đè lên trên ngũ chỉ sơn kia. Những bàn tay đang đè lên trên ngũ chỉ sơn kia nhao nhao buông ra, từng bàn tay tung bay giao phong va chạm quanh ngọn ngũ chỉ sơn này, chấn cho đại lục quy khư tàn phá, không ngừng chóc ra từng ngọn núi lớn, ngay sau đấy bị chấn cho vỡ nát. Cho dù là Côn Lôn cảnh và A Đà cảnh ở tinh không xa xôi cũng bị chấn cho quần tinh run rẩy, rào rào đập về phía hai tòa thánh địa. Thần ma trong Côn Lôn cảnh và A Đà cảnh nhao nhao bay thẳng lên cao, đón đỡ những ngôi sao này, cật lực nâng đám ngôi sao này lên, không cho quần tinh rơi vào trong hai tòa thánh cảnh. Nếu để cho đám ngôi sao này rơi vào trong thánh cảnh, sẽ đập cho hai tòa thánh cảnh trăm ngàn lỗ thủng, không biết bao nhiêu sinh linh táng thân, sợ rằng hai tòa thánh cảnh cũng sẽ biến thành không thích hợp để mà sinh tồn. Trận kịch biến này giằng co suốt hơn 10 ngày, thần ma trong hai tòa thánh cảnh hãi hùng khiếp vía, lo lắng trong lúc bất chợt sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Cho dù là Tây Vương Mẫu cũng khẩn trương không thôi, trong lòng lo lắng nhìn về phía sâu bên trong tinh không, đột nhiên cao giọng nói: Mau đi mời Ứng Long tới đây cho ta. Qua không bao lâu Long Nhạc đã tới. Tây Vương Mẫu hỏi: Đồng Vương Công, sao trên thiên ngoại đột nhiên có trận đại biến này? Là tồn tại gì đang ra thủ vậy? Long Nhạc nói: Hẳn là vị tồn tại tiền sử bị chấn áp dưới ngũ chỉ sơn kia sắp sửa thoát khốn, dẫn tới cường địch và cường viễn. Những tồn tại này còn đáng sợ hơn đế rất nhiều. Cũng may bọn họ giao thủ cách Côn Lôn cảnh quá xa, Xích Tuyết không cần quan tâm. Tây Vương Mẫu vẫn còn lo lắng không thôi nói: Nếu dư ba thần tông của bọn họ trùng kích tới đây, chúng ta làm sao chống lại đây? Không chống đỡ nổi, chỉ có chết mà thôi. Long Nhạc nói: Nếu dư ba thần thông của bọn họ tới đây, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Bất quá cũng may bọn họ vẫn chưa dốc toàn lực, bằng không đệ nhất lục đạo giới cũng sẽ bị triệt để phá hủy, không còn tồn tại. Nếu quả thật có dư ba thần thông rơi xuống, chúng ta chỉ có cách tránh né tới tổ tinh. Sau khi tới tổ tinh, một là có bảo vật của tiên thiên đế quân chống lại, hai là khắp nơi trong tổ tinh đều là đế lăng cả, còn có đế binh của các đời thiên đế, thời đại hòa ký, địa ký, đủ để bảo vệ không lo. Tây Vương Mẫu còn đang lo lắng, nghe được hắn nhắc tới tổ tinh, nhất thời yên lòng trở lại, tạm thời đặt xuống việc này rồi lên tiếng nói: Nghe nói trên tổ tinh, hiền viên đã nhất thống các khoang, hàng phục rất nhiều thần tộc ma tộc, lại có Bạch Trạch Thị tương trợ, thế lực rất lớn,
mà các khoang hải ngoại thì bị Siêu Vưu nhất thống. Siêu Vưu và Hiên Viên cũng đã từ từ trở mắt. Ta sợ rằng tương lai bọn họ tất có trận chiến. Hai nhà này tự hồ đều có liên quan với ngươi. Tương lai ta nên giúp kẻ nào đây? Long Nhạc khẽ nhíu mày nói: Ta sẽ để Thủy Tử An cầm Tư Tín thân bút của ta tới khuyên nhủ Siêu Vưu, để hai nhà sống chung hòa bình là được rồi. Tây Vương Mẫu cười lại một tiếng nói: Điều này sao có thể? Hiện tại trên tổ tinh chỉ còn lại hai nhà bọn họ. Bọn họ sớm muộn gì tất nhiên sẽ khai chiến. Ngươi để cho Vũ Sư tới đấy, sợ rằng Siêu Vưu sẽ giam lòng hắn. Quyền dục quyền vọng, có quyền lực sẽ có dục vọng. Hai nhà tranh đấu tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng khó có thể thu thập được. Mà trên đại lục Quy Khư, dưới công kích của rất nhiều tồn tại cổ lão, Quy Khư đã triệt để tan rã, chỉ còn lại Ngũ Chỉ Sơn và một mảnh thổ địa dưới chân núi. Có mấy vị tồn tại cổ lão tại thiên ngoại đã nhân cơ hội thu lấy mấy đạo huyết hà do tiên thiên thần huyết biến thành, mỉm cười nói: Lấy một chút chỗ tốt cho đồ tử đồ tôn diễn hành, tương lai bọn họ có thành tiệu sẽ cảm ơn ân đức của ngươi. Đúng lúc này, Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức biến thành một con quạ đen viễn độn chạy đi, lưu lại nộ khí ngập trời kêu lên: Tên tặc tử khốn kiếp kia, dám giết tới chân đầu của ta sao?